với con nhân ba cả nhà nhà cười. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới và ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình dắt mọi người đi thưởng thức món bánh mì đặc sản ở Bảo Lộc, bánh mì Trường Sỏi, nằm ở địa chỉ 20 Lê Thị Phe, thành phố Bảo Lộc, gần cây xăng Bảo Lộc. Ở đây có rất nhiều loại bánh mì thịt trẻ thì 12.000, xíu mại 12, thập cẩm 14, heo quay 17, đặc biệt có chả bò là 17.000. Bánh mì Trường Sỏi này có hai tủ hai bên, mà hôm nay lễ rất là đông nên phải chờ hơi bị lâu. Ở giữa thì là một tủ bánh bao, ở trong mà lò bánh mì sản xuất bánh mì trực tiếp tại nhà luôn, bánh mì ra nóng hổi xong rồi làm cho mọi người ăn. Đấy, có rất nhiều loại giá thì ai ăn loại giá nào có thể ăn loại ở đấy. Bánh mì đây có hương vị rất là đặc sản, cái sốt ở đây thì không có tiệm bánh mì này giống được. Lượng khách ở đây thì lúc nào cũng đông hết, cả ngày, nhất là buổi sớm thì tối là đông, rất là đông khách. Ngày lễ thì có thêm một tủ, tất cả ba tủ là mà bạn không đủ để làm hai ổ 40 nữa em ơi. Mình cũng đang phải chờ đến lượt để mua rồi mình quay tiện thể quay mọi người xem, là rất là đông. Đấy, nhân viên là mặc đồ của bánh mì nha, đồ bánh mì đấy nóng cứ ra đâu làm như vậy, không có để nguội nên ăn rất là ngon và giòn. À, rất là đông người. Đây là đấy những tất cả những hương liệu để làm bánh mì. Rồi mình vừa mua bánh mì Trường Sỏi về đây. Đây là cái túi bên ngoài của bánh mì Trường Sỏi. Đây túi của nó ngoài ghi đây, lò bánh mì Trường Sỏi, chất lượng là danh dự. Rồi bên này nó là có bán những loại này, xị lệ bánh mì đặc ruột này, bánh mì xốp, bánh mì ngọt, bánh mì kẹp thịt, heo quay, bánh bao, xôi mặn, cung cấp xị lệ, giam bông, pate, giò thủ, trà bông, bánh bao, nhận đặt các loại bánh phục vụ sinh nhật cưới hỏi, đảm bảo hợp vệ sinh an toàn chất lượng, nhận nhượng quyền thương hiệu và dạy nghề. Địa chỉ là ở số 20 Lê Thị Phe, thành phố Bảo Lộc, điện thoại 0906 746 039, ai cần gì cứ gọi nha. Túi này là túi nó có thể là tự phân hủy vào môi trường được. Đây này, sử dụng túi giấy để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho con người này. Đây mình lấy ổ bánh mì cho mọi người xem nha. Đây ổ bánh mì đặc ruột. Đây bánh mì có ngò này, cái này là trà bông này, đây là giò này, đây này là một miếng giò thủ này, một miếng giò, cái này là giò này, cái này là giò thủ này, đây là miếng giò thủ nữa nè, đây là giò bò nha, cái này đặc biệt là giò bò, cái này là đồ chua, dưa chua, ở này một miếng nữa, là được tất cả ba miếng giò heo, ba miếng giò heo, ba miếng giò thủ, một miếng giò bò, dưa leo, dưa muối với trà bông. Đặc biệt ở đây có cái nước sốt đặc biệt của Trường Sỏi, mới nói là nước sốt tự làm. Đấy, rất là ngon nha. Thôi mình mời mọi người ăn sáng cùng mình nha. Chúc mọi người có một bữa ăn thật tuyệt vời nha. Rất là ngon nha mọi người. Bánh mì là giòn, làm từ trong lò ra luôn, tự sản xuất bánh mì rồi bán rồi ai ấy luôn bán lại, rất ngon nên là ăn nóng hổi, mua về mà vẫn còn giòn. Thôi mình chỉ review bánh mì tới đây thôi. Mọi người có thời gian đi qua 20 Lê Thị Phe, thành phố Bảo Lộc, ngay cây xăng Bảo Lộc thì có thể ghé vào cái bánh mì Trường Sỏi để ăn thử nha. Một địa chỉ duy nhất là nằm ở đấy thôi, không có địa chỉ nào khác. Mọi người hãy đến và cảm nhận vị ngon của bánh mì đặc sản Bảo Lộc nha. Thôi xin mọi người đăng ký kênh của mình nè, rồi bật chuông để nhận những thông báo mới nhất, những món ăn ngon nhất, những đặc điểm du lịch lý tưởng nhất. Xin chào tạm biệt mọi người.